hi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024 rồi. Ngày hôm nay, Nhanh Trí sẽ cùng bạn tham gia môn học được học sinh yêu thích nhất, đó là hoạt động trải nghiệm. Tham gia môn này cuối năm có gì vui? Biu, thật là cảm giác. Cố lên bạn ơi, cố lên. Hay chà. Và còn nhiều hơn thế nữa. Cụ thể địa điểm chúng ta sẽ đến là những đâu? Chỉ cần giải hết ô chữ bí ẩn này. Ngay bây giờ hãy cùng Nhanh Trí chọn đồ đi vào Lăng Bác nào các bạn ơi. Đây là một địa điểm rất được yêu thích mà cũng vô cùng linh thiêng đấy nhé. Vậy thì khi đến Lăng Bác chúng ta nên mặc quần áo kiểu nào? Mình biết ai cũng muốn mặc đẹp khi đi du lịch, nhưng đến với nơi trang nghiêm như Lăng Bác, hãy chọn những trang phục thật lịch sự như quần dài, áo sơ mi. Ngoài ra còn cần đi nhẹ nói khẽ không đùa nghịch để không ảnh hưởng đến không gian an nghỉ thanh tịnh của bác kính yêu. Nhưng không phải cứ muốn đi viếng Lăng Bác lúc nào cũng được đâu các bạn ơi, mà chỉ nên đi vào buổi sáng thôi nhé. Bạn sẽ thực sự là cháu ngoan Bác Hồ nếu biết lý do tại sao đấy. Đây có thể được coi là một bí mật không nhỉ? Bởi vì chỉ có 5% người dân Việt Nam biết điều này thôi. Chỉ được viếng Lăng Bác vào buổi sáng vì để giữ gìn an toàn cho thi hài bác nhé. Vậy nên Lăng Bác chỉ mở cửa khoảng 3 tiếng buổi sáng, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật thôi. Còn tất cả buổi chiều và tối không mở. Vì như vậy mới đảm bảo ánh sáng đủ an toàn, giúp duy trì thông số, nhiệt độ, độ ẩm cho thi hài của bác. Còn lại thứ 2 và thứ 6 là ngày đóng cửa bảo trì. Nếu bạn định đi thì nên nắm rõ lịch nhé. Năm hết Tết đến là lúc chúng ta thể hiện lòng biết ơn. Vậy nên nhân cơ hội này, bạn sẽ muốn bác nghe được bạn suy nghĩ điều gì không? 3, 2, 1, hết giờ comment rồi! Bây giờ là đến tiết mục nhìn hình đoán tên địa điểm tiếp theo. Bạn chỉ cần chuẩn bị một đôi môi thật là xinh để cười và một cơ thể khỏe mạnh để chơi thôi. Còn gợi ý để Nhanh Trí lo. Đây là từ có 8 chữ nha. Yay, chính xác rồi. Đó là nông trại. Chào mừng tất cả các bạn đến với nông trại ngày hôm nay. Quá trời trò chơi hay ho, như thể quay về quê thực sự ý. Nơi đây không những trong lành mà còn rất nhiều trò vui nữa nha. Nào là cuốc đất trồng khoai này, tát mương bắt cá này, đi cầu khỉ, gieo mạ cái lúa trồng cây, bla bla. Cùng với những trò chơi khác, hứa hẹn sẽ vui banh nóc cơ. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, lớp nào mà được đi chơi như vậy thì sau chuyến đi, khoảng một tuần sau vẫn không hết chuyện để nói với nhau luôn. Các ông thử vào xác nhận xem tôi nói đúng hay sai nhá. Và ngay sau đây sẽ là một điều mà học sinh giỏi chắc là không muốn bạn đi trải nghiệm cùng đâu. Được đấy, thế thì nhất định phải biết nha các bạn ơi. Hầu hết tất cả học sinh đều muốn đến đâu để cầu mong học giỏi đây? Kinh Thành Huế, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay Địa Đạo Củ Chi? Tụi tôi đoán ra rồi, Văn Miếu Quốc Tử Giám là chính xác nhất nhé. Một nơi quá quen thuộc phải không nào? Vốn được biết đến là trường đại học đầu tiên của Việt Nam ta. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng đây vẫn luôn được coi là trung tâm giáo dục, văn hóa, mang tính biểu tượng của cả đất nước ta, nơi quy tụ hàng ngàn sĩ tử tài giỏi của dân tộc. Ngày nay, trước các kỳ thi quan trọng, nhiều học sinh cả nước đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để dâng hương, chiêm bái, mong xin được vía học nhằm ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin cho các kỳ thi quan trọng. Như khi bạn đi thi học sinh giỏi môn nào đó, thi vào trường chuyên lớp chọn, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là thi đại học này. À, gần Tết Nguyên đán, ở đây còn diễn ra lễ hội xin chữ của thầy đồ nữa đấy. Cực kỳ vui và ý nghĩa nha. Nếu như có cơ hội thì hãy ghé nơi đây. Ồ, vậy còn đây là đâu? Tôi là ai? Vừa mới đó mà đã tới sở thú rồi. Nào, lên đồ đi chơi sở thú dịp gần Tết coi có gì vui nha. Hooray! Ơ, đây là sở thú trong Minecraft mà. Nhanh Trí muốn đi sở thú thật cơ. Ok. Uầy, thật có thật luôn. Chúng ta đang đối mặt với hổ trắng siêu quý hiếm và hung dữ kìa. Nhưng hình như em đang buồn vì cuối năm không được về quê ăn Tết hay sao ấy. Ngoài ra còn rất nhiều động vật khác như chuồng khỉ, chuồng hiêu, chuồng nai, chuồng công nữa kìa. Nhưng có một điều này, không phải ai từng đi sở thú đều biết đâu. Khi vào sở thú, các bạn tuyệt đối không nên làm gì, cho con vật ăn, đứng quá gần con vật hay chụp ảnh nhỉ. Chúng ta không
nên đứng quá gần các con vật để cho chúng ăn hay chụp ảnh đâu, vì đôi khi sẽ bị các con vật ấy trêu đùa và gây nguy hiểm đó. Điển hình như một số trường hợp dở khóc dở cười sau đây. Ái chà chà, dám xâm phạm lãnh thổ của ta hả? Xin miếng đầu nào. Ôi dồi ôi, đi chơi trải nghiệm mà như thế thì chắc ám ảnh cả đời mất thôi. Vậy nên các bạn hãy lưu ý cực cao nhé. Còn bây giờ, các bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc bụng thật đói để càn quét ẩm thực vừa ngon mà giá cả vô cùng hạt rẻ chưa nào? Ở khu ẩm thực trong khu vui chơi trải nghiệm, bạn sẽ chọn ăn món nào? Gà rán, khoai tây lốc xoáy, xúc xích phô mai, nem chua rán, bánh tráng trộn hay bắp rang bơ? Wow! Không chọn một đâu mà chọn hết đấy, có được không nào? Toàn là món vừa ngon vừa đỉnh, lại rẻ, quá là hợp gu học sinh tụi mình luôn. Đi hoạt động trải nghiệm là lúc được ăn thỏa thích những món mình thích đấy. Hi hi, bạn thích nhất món nào kể trên không? Hãy comment ngay xem chúng mình cùng sở thích ăn uống không nha. Ăn uống xong, cái bụng no kênh rồi, có nên tu thêm cốc trà sữa không nhở? Hi hi, trường nào mà được đi tham quan trải nghiệm dịp gần Tết cuối năm này là sướng nhất thế giới đấy. Vì không phải ai cũng được đi dịp này đâu. Tuy thế, đừng vui chơi quá đà mà quên mất điều này nha. Cấm làm gì khi đi tham quan trải nghiệm nào? Đi linh tinh, vừa đi vừa hát này, hay nhận đồ từ người lạ? Chúng ta tuyệt đối không nên tự ý đi linh tinh, vì như vậy có thể sẽ bị lạc đấy. Trong một số trường hợp, nếu muốn đi vệ sinh thì nên báo cho ba mẹ hoặc giáo viên và rủ một đến hai bạn khác đi cùng nhau nhé. Bên cạnh đó, chúng ta tuyệt đối không nên nhận đồ từ người lạ đâu, vì có thể họ là người xấu, sẽ lợi dụng bắt cóc bạn hoặc cho chúng ta ăn những đồ ăn, bánh kẹo không được đảm bảo an toàn, làm chúng ta ăn xong có thể bị đau bụng hoặc nặng hơn nữa là đồ chơi trá hình, chứa chất độc hại hoặc chất cấm gây nghiện. Bây giờ lừa đảo rất tinh vi, bạn phải trở nên thông minh hơn mới được. Ồ, vậy nếu mà su cả na quá, lỡ đi lạc rồi thì phải làm sao đây? Trả lời câu hỏi này xong, chắc chắn sẽ giúp bạn thoát được kiếp nạn này. Khi đi lạc, chúng ta nên nhờ ai giúp đỡ? Thực sự thân tình mà nói thì các ông không nên tin tưởng ai bằng các chú công an hoặc các bác bảo vệ nhé. Khi ở nơi đông người, nếu không may bị lạc, không thấy thầy cô, bạn bè và ba mẹ đâu cả thì ngay lúc ấy chúng ta cần phải nhanh chóng nhìn xung quanh xem có công an bảo vệ khu vực đó không để chạy tới nhờ giúp đỡ, hoặc đứng yên một chỗ chờ bố mẹ người thân đến đón, không nên chạy lung tung và đi theo người lạ nhé. Mấy ông cứ bảo là lớn rồi, không cần lo hay dặn dò đâu, nhưng dặn dò cũng không thừa đâu nhá, bởi vì đến lúc đó cuống cuồng lên thì toang toang toang. Ở đây bạn nào đã từng có ký ức đi lạc rồi thì chắc chắn sẽ vô cùng nhớ đời và hoảng sợ đó. Ui, đi du lịch trải nghiệm có khác giữa mùa đông mà cái nóng xông lên tận đầu rồi đây. Hãy đập tan cái nóng đi và về với thị trấn tuyết các bạn ơi. Nhà của Elsa giữa lòng thành phố Sài Gòn, bạn tin không? Đó là Snowtown quận 2. Wow, nơi này thú vị lắm nha. Khi bước chân vào đây, bạn sẽ bị mê đắm bởi lớp tuyết dày đặc trắng muốt mùn mụt, thỏa sức cho chúng mình vui chơi tưng bừng luôn. Mà sao ở ngoài đường thì nắng chang chang, nhưng ở đây lại lạnh tụt lưỡi và có tuyết như vậy nhỉ? Không biết đây là tuyết thật hay là tuyết giả đây? Đương nhiên đây chỉ là tuyết nhân tạo mà thôi, nhưng lại giống tuyết thật đến từng chi tiết đấy. Nào, bây giờ chúng mình cùng đi chơi trượt tuyết thôi. Một sân trượt tuyết y như thật ngoài đời. Lèo tít trên cao, rồi thả tự do làm một đường xuống dưới. Ê nè nè, ta nói tuyết bay tứ tung, mà người thì cũng cười tuét tuét luôn. Rồi còn nặn người tuyết nữa nè, vùi bá cháy bọ chết. Bạn nào ở Sài Gòn hoặc khu vực miền Nam đã được đến đây lần nào chưa nhỉ? Còn chỗ nào chơi vui hơn không? Mách nhỏ cho nhanh trí biết với. Niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi, bạn hãy cứ chuẩn bị luyện cơ hàm trước đi, kẻo vui quá cười mỏi miệng nha. Trong tiết học hoạt động trải nghiệm thì hoạt động gì trong tiết học đó mà bạn nào cũng thích nhỉ? Ái chà chà, chơi chữ và hack não đỉnh cao là đây. Trời cho là trò chơi nha các bạn ơi. Công nhận hoạt động trải nghiệm vui và cháy thực sự các bạn ạ. Hồi nhanh trí đi học tiểu học tầm lớp 5 hay lớp 6 gì đó, làm gì có hoạt động trải nghiệm đâu. Bây giờ được ăn nè, rồi lại được chơi nữa,
bảo sao 100% các bạn đều thích đi lần thứ hai. Ghen tị ghê. Nhưng mấy trò chơi sau đây sao mà lạ lùng thế các bạn ơi. Trò thứ nhất, trò thứ hai và trò thứ ba nữa kìa. Trong ba trò chơi này, trò chơi nào chơi theo đội thì khó nhất? Ui, mệt bở hơi tai rồi mà vẫn muốn chơi cả ba trò này các bạn ạ. Nhưng trò chơi thứ ba kia có vẻ hơi bị khó chơi đấy. Vì đây là sự kết hợp của cả đội mới thắng được nhé. Tình đoàn kết được dâng cao này. Tuy là khó nhưng hiện rõ trên gương mặt mỗi người đều là nụ cười tươi rói rói phải không? Còn sau đây là một hoạt động trải nghiệm mà học sinh nước ngoài đến Việt Nam có đến 99,99% các bạn không biết những bạn này đang làm cái gì mà cứ nắn nắn rồi lại xoay xoay. Bạn có nhìn ra là người ta đang làm cái gì không? Không phải là đất nặn đâu, mà đây là làm gốm nhé. Với cục đất vô tri, nhưng sau một hồi nắn nắn, bóp bóp các kiểu, sau đó mới tạo ra một cái lỗ cho nó nè, rồi xoay xoay thôi. Nhìn có vẻ dễ và ham làm ha. Nhưng đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời thì mới nghĩ như thế thôi. Bởi vì làm gốm cũng giống như đi ở đường phố Hà Nội vậy. Hà Nội không vội được đâu. Đầu tiên hãy cứ cảm nhận cảm giác đất sét ướt mịn tan chảy trên da tay, phê tới đỉnh Phan Xipang đi đã. Nhìn vậy chứ không hề đơn giản đâu nha. Bây giờ mới vào công đoạn chính đây này. Phải bình tĩnh, tâm tịnh lắm thì mới làm ra được. Chứ ai mà tính nóng như kem thì coi như toang luôn. Đã thế còn gây ra hàng ngàn trò cười khác nhau nữa chứ. Thế mới thấy ngưỡng mộ mấy bác mấy chú làm ra được chiếc bát, chiếc bình phải khéo tay cỡ nào ha. Mà này các bạn ơi, trạm trải nghiệm cuối cùng hơi bị sốc sồng sộc đấy. Vì phát hiện nhiều bạn học sinh mặc trang phục xanh lét, hiên ngang đi trên đường, khiến ai đi qua cũng phải châm trồ. Mấy bạn này tự nhiên mặc trang phục màu xanh đó đi trên đường để làm gì? Hay đang hóa thân thành ai? Bộ đội, bác sĩ hay công an? Chu bộ đội Trung Châu yêu Chu Lâm. Các bạn ấy đang hóa thân thành các chiến sĩ nhí khi khoác trên mình bộ trang phục y chang các chú bộ đội này. Đã thế còn được thầy cô giáo cho hành quân như các chú nữa, được tham gia thử thách vượt chướng ngại vật khó khăn. U là trời, tôi cá là rất là mệt, nhưng vui quá xá là vui luôn. Qua đây chúng ta cũng hiểu và thêm phần yêu mến các chú bộ đội, biết ơn hơn những hy sinh xương máu của cha ông ta đã chiến đấu bảo vệ quê hương phải không nào? Gần đến Tết rồi, đi trải nghiệm xong rồi tranh thủ theo đuôi ba mẹ ra chợ Tết Đường Hoa để cập nhật không khí Tết nhé!